Người cơ bản chơi tennis ban đầu rất hay có thói quen tập forehand backhand ở cuối sân, nhưng khi những trái bóng ngắn ở phía trước mặt của chúng ta, đó là những cú winner, thì chúng ta lại không có bộ chân di chuyển. Và ngày hôm nay trong cái chương trình giải học tennis cơ bản dành cho mọi người, VNT Academy sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn cái cách đánh bóng ngắn trước mặt là như thế nào. Rồi, let's go. Okay. Các bạn quan sát, ban đầu thì tôi sẽ phải sử dụng cái bước chân free step rộng. Sau đó là thấy trái banh ở bên phải, tôi sẽ xoay thân trên trước, đúng không? Và bước cái chân trái lên rộng hơn một phân vợt và sẽ di chuyển ngang lên. Lúc này đầu gối tôi sẽ nhún, và khi tới vị trí setup thông minh nhất để chúng ta có khoảng cách lý tưởng ta đánh bóng, thì chúng ta úp mặt vào xuống và nó tiếp bóng và ta lật con này lên trên. Đó, quan trọng nhất là chúng ta phải chuyển được cái trọng tâm lên, bởi vì lúc này bóng có thể là nhẹ hoặc là xoáy lỏng, nên ta chuyển được trọng tâm vào bóng rất là có lực. Trước khi xem xong cái clip của VNT Academy, nhớ follow và đặc biệt thả tim và comment những câu hỏi thắc mắc. Tôi sẽ là người hỗ trợ cho quý vị và các bạn.